Hữu Long xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Mốt vào cuộc sống. Hữu Long rất vui khi được gặp lại và cùng đồng hành với quý vị trong những chuyên mục thời trang và làm đẹp của chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng định kỳ của chương trình vào lúc 13 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Ngay bây giờ để bắt đầu chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng điểm lại những tin tức thời trang trong chuyên mục Mốt 24/7. Hãy cùng điểm lại những bộ sưu tập ấn tượng tại đêm diễn House Culture vừa được tổ chức tại Paris. Mở đầu là sàn diễn 10.000 bông hoa hồng Anh Quốc của nhà mốt Chanel. Sân khấu đặc biệt gây ấn tượng khi mô phỏng một tòa kiến trúc mái vòm được dựng hoàn toàn bằng gỗ, bao quanh một đài phun nước ở chính giữa trung tâm. Thêm vào đó, bầu không khí lãng mạn và đầy thơ mộng của hơn 10.000 bông hoa hồng đủ chủng loại được vận chuyển từ Anh Quốc đến Paris và bày trí bao quanh khu vực sàn diễn càng khiến cho sàn diễn trở nên đặc biệt. Với 68 mẫu thiết kế mới được giới thiệu, bộ sưu tập thời trang House Culture mùa xuân 2018 được miêu tả là mùa xuân của triều đại mới, như một lời gợi khen mà giám đốc sáng tạo dành cho Tổng thống Pháp đương nhiệm Emmanuel Macron. Show diễn thời trang House Culture mùa xuân 2018 của Dior lại gây ấn tượng với không gian trình diễn được trang trí bởi nghệ sĩ Leonor Fini. Theo trường phái siêu thực, những bức tượng giải phẫu cơ thể người được sắp đặt trên sân khấu nhằm tái dựng một không gian siêu thực. Bên cạnh đó còn có những điểm sáng khác như những chiếc mặt nạ làm từ vải lưới độc đáo, layout trang điểm ấn tượng, hay thậm chí là cả những họa tiết bàn cờ và hình học độc đáo được áp đặt trên trang phục nhằm thách thức thị giác của người xem. Đặc biệt, nhà mốt này tiếp tục giữ gìn bản sắc của mình trong việc dẫn đầu trào lưu nữ quyền trong thời trang bằng các hình xăm tạm thời lên cổ người mẫu. Đó là những câu nói khích lệ vai trò của người phụ nữ trong việc chủ động tìm kiếm sự lãng mạn cho chính mình. Show thời trang House Culture xuân 2018 của nhà mốt Maison Mariella khiến giới mùa điệu phải cảm thấy thán phục với hiệu ứng ánh sáng trên chính trang phục. Sự kết hợp công nghệ để kiến tạo ra những chất liệu vải đánh lừa thị giác đã tạo nên nhiều mẫu thiết kế trông rất kiểu cách và dị biệt, đúng bản sắc của Galliano. Thêm vào đó, ánh đèn flash trên sàn diễn chiếu bề mặt chất liệu khiến chúng đổi màu và chuyển sắc thành một dải màu quang phổ biến chuyển liên tục, làm loạn nhịp những con tim mến mộ thời trang. The Life After Death, bộ sưu tập của nhà thiết kế Trung Hoa Cree, đã tạo dựng nên một thiên đường theo định nghĩa của riêng mình với những kiến tạo sim y đầy sắc màu, ngập tràn cỏ hoa và theo từng chủ đề như yêu tinh, nài tiên cá và cả tiên nữ. Chính giữa sân khấu là một gốc cây cổ thụ được tạo ra bởi nghệ nhân gấp giấy người Pháp. Thân cây trắng muốt mang ý nghĩa tương đồng với sự khởi nguồn của cuộc sống, dung nạp chất dinh dưỡng và ban phát năng lượng cuộc sống cho con người. Những gốc cây xù xì xấu xí là thế, nhưng qua con mắt của Gupay, gốc cây chính là cội nguồn của sức sống, là sự khởi sinh của cuộc sống. Với bảng màu quen thuộc, vàng ánh kim, xanh và trắng, bộ sưu tập đã kiến tạo nên một thiên đường nơi hạ giới. Những người mẫu cũng vô cùng nổi bật với đôi giày đế cao được chế tác cầu kỳ và chiếc mũ trang trí trên đầu. Tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Việt Nam, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi giao lưu gặp gỡ nữ biệt động Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình trong Mậu Thân năm 1968, nhà thiết kế Nhật Dũng cùng Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 Hồ Henier đã trao tặng chiếc áo dài trong bộ sưu tập Việt Nam quê hương tôi. Đây là lần thứ tư nhà thiết kế Nhật Dũng đồng hành cùng các người đẹp trao tặng áo dài đến bảo tàng, và với món quà lần này, nhà thiết kế Nhật Dũng hy vọng sẽ giúp cho những người yêu mến tà áo dài dân tộc sẽ được chiêm ngưỡng và sống lại một thời hào hùng oanh liệt. Nhà thiết kế Nhật Dũng là một người rất tâm huyết với các hoạt động của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Một ngày đẹp trời thì Nhật Dũng từ Quảng Bình vào đây công tác và đi ngang thấy tượng bà mẹ của bảo tàng.
thấy cái tượng bà mẹ Việt Nam của bảo tàng đằng trước thì nhà thiết kế Nhật Dũng không biết đây là ở đâu. Và khi đến thì thấy đây là bảo tàng phụ nữ Nam Bộ và vô đặt vấn đề với chúng tôi là xin phép được tặng áo dài. Hiện nay chúng tôi đang giữ của nhà thiết kế Nhật Dũng là trên 50 bộ áo dài. Đây là những cái thiết kế mà vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại. Và có thể nói rằng là nó cũng là đánh giá những cái thành tích của nhà thiết kế cũng như cái sự nghiệp của nhà thiết kế trong việc bảo lưu chiếc áo dài Việt Nam. Đặc biệt, sự đồng hành của vị khách mời Tân Hoa hậu Hồ Henier càng khiến cho bộ quốc phục trở nên ý nghĩa hơn. Xin chào khán giả và chào Hồng Vũ. Tất cả các bộ sưu tập là bộ sưu tập này là bộ sưu tập mà Nhật Dũng cảm thấy hạnh phúc nhất, ưng ý nhất. Cái điều đặc biệt ở đây là bộ áo dài nó nói lên hình ảnh của 54 dân tộc, hình ảnh của các họa tiết hoa văn của các dân tộc từ Tây Bắc và Trung Trung Bộ và chung của Việt Nam, thì hình ảnh của những cô gái của miền Sơn Cước và những cái họa tiết hoa văn mà Nhật Dũng lấy và đặt lên áo dài truyền thống Việt Nam và được phu nhân của đại sứ đặc mệnh toàn quyền Haiti mặc trong những cái ngày trọng đại, ngày lễ lớn, mà Nhật Dũng cảm thấy đó là một cái niềm hạnh phúc. Đây là lần thứ tư mà Nhật Dũng trao tặng kỷ vật lại cho bảo tàng, thì Nhật Dũng chọn rất là nhiều danh sách của các hoa hậu để gửi gắm hình ảnh của đất nước và hình ảnh của quốc phục Việt Nam là kỷ vật trao lại cho bảo tàng để lưu giữ cho thế hệ sau. Thì Nhật Dũng rất là cảm động khi đặt lời mời đến cho Hồ Hen, thì thật sự ra bạn ấy nhận lời, mà đương kim hoa hậu nhận lời thì Nhật Dũng cảm thấy rất là xúc động. Mà cái hạnh phúc nhất là một người con gái đầy đủ tiêu chí và tâm đức và những hình ảnh của người con gái Việt Nam, và Nhật Dũng gửi gắm hết tất cả những cái mong muốn và cái suy nghĩ của mình và gửi cho Hồ Hen về cái cảm nhận về bộ áo dài và truyền cái thông điệp đến cho Hồ Hen. Những cái họa tiết mà anh đưa lên nó thể hiện những hình ảnh của 54 dân tộc anh em. Khi mà em mặc lên thì em cảm thấy rất là tự hào. Tự hào mình là con gái của ED, tự hào mình là người Việt Nam. Là cô gái dân tộc đầu tiên đăng quang và bước lên ngôi vị hoa hậu tại một cuộc thi quốc gia, Hồ Henier là biểu tượng cho sắc đẹp, sự kiên cường và một trái tim nhân ái, những vẻ đẹp vốn đã gắn liền với hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam từ trước tới nay. Với màu đen huyền bí và sang trọng, cùng chất liệu vải nhung, thiết kế của Nhật Dũng không chỉ giúp người phụ nữ khoe trọn được vẻ đẹp của vóc dáng, mà còn cho thấy gu thời trang tinh tế của người thợ. Đặc biệt, với 54 màu chỉ đại diện cho 54 dân tộc anh em, nhà thiết kế Nhật Dũng đã tạo nên những hoa văn thổ cẩm của các vùng miền từ cao nguyên đến Trung Trung Bộ và Tây Bắc, cùng thông điệp gắn kết yêu thương và tinh thần đoàn kết tự hào dân tộc. Hen thì đã mặc áo dài của anh Nhật Dũng trong các show diễn, gọi là cũng khá nhiều, không thể đếm được. Nhưng mà ngày hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt, khi mà được anh cho mặc một cái áo dài rất là chỉnh chu, rất là truyền thống, và điều quan trọng hơn hết đấy chính là nó mang cái bản sắc của người Việt Nam, và cái điều quan trọng hơn nữa đấy là cái cống hiến của anh dành cho bảo tàng. Và Hen thì cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc, hy vọng là trong chặng đường phía trước Hen có thể cùng bảo tàng, có thể là đồng hành cùng bảo tàng để có thể mang đến văn hóa của Việt Nam, phát triển cái văn hóa của Việt Nam, và hơn hết là có thể tri ân những chiến công của nữ biệt đội. Tất cả các áo dài và tất cả các nhà thiết kế đều có cái âm hưởng riêng và nó luôn mang cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà khi mà mặc áo dài của anh Nhật Dũng thì mang một cái văn hóa ở trong đấy nữa. Ví dụ như là áo dài mà Hen đang mặc và tất cả các áo dài trong cái phần trình diễn của anh đều là sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, đường nét may, khoe được cái đường cong của người phụ nữ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Mona Bảo Tiên, tiểu công chúa trong trang phục áo dài cũng đã giúp nhà thiết kế Nhật Dũng gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối những giá trị truyền thống dành cho lớp trẻ. Nhật Dũng cảm thấy hạnh phúc khi đề nghị đến tên và danh sách tên của Mona, thì điều đặc biệt ở đây là gia đình ủng hộ, và điều đặc biệt hơn nữa là được bảo tàng đón nhận hình ảnh của Mona là một trong những hình ảnh mà được đặt trong bảo tàng là thế hệ trẻ. Thì áo dài truyền thống Việt Nam nó không dừng lại ở độ tuổi của người lớn mà còn ở tuổi nhỏ, và cái hình ảnh mà quốc phục
Việt Nam là nó quốc hồn quốc túy, thì cái thế hệ trẻ sau này là người truyền cái cảm hứng, là người giới thiệu về văn hóa Việt dành cho du khách ở nước ngoài. Và kể cả bản thân Nhật Dũng cũng cảm nhận được điều đó là điều rất quan trọng cho thế hệ trẻ. Đó là một cái hình ảnh của quốc phục Việt Nam, nó vẻ đẹp Việt Nam, nó không dừng lại ở được các độ tuổi mà nó là một cái quốc hồn quốc túy và một cái hình ảnh của Việt Nam với trái tim Việt Nam dành cho khán giả. Con thích quá mà. Bao con người phải hy sinh mồ hôi, nước mắt và cả xương máu cho sự vinh quang của dân tộc. Và những hành động ý nghĩa như của nhà thiết kế Nhật Dũng sẽ là ngọn lửa thắp sáng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi con người đất Việt, giúp họ tự tin vững bước trên bước đường xây dựng tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Quý vị thân mến, để tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Mốt Cùng Sao để đón nhận những xu hướng mới nhất từ món quà đặc biệt của chương trình. Và hy vọng món quà này sẽ là niềm vui cuối tuần dành cho quý vị. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts. Trong chuyên mục Mốt Cùng Sao kỳ này, hãy cùng tiếp tục chiêm ngưỡng những đóa hoa tulip ngọt ngào trong bộ sưu tập khúc giao hưởng mùa xuân đến từ thương hiệu thời trang Sensorio. Những chiếc đầm dạ hội với các phối màu ấn tượng cùng các đường cắt cúp tinh tế giúp người phụ nữ khoe trọn bờ vai đầy đặn một cách khéo léo, sự quyến rũ và nữ tính của mình. Bên cạnh đó, phong cách thiết kế táo bạo kết hợp giữa cổ điển và hiện đại tạo nên nét đẹp kiêu sa lộng lẫy và đầy tự tin cho những quý bà, quý cô trong các buổi dạ tiệc. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Với màu xanh lá, màu biểu trưng cho thiên nhiên, môi trường và là đại diện cho trí tuệ, các nhà thiết kế đã kết hợp với chất liệu gấm hoa tulip đem đến những thiết kế vô cùng trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Le secret de la ville, pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. La neige, tu ne viendras pas ce soir.
terre s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche. Tulip đỏ rực rỡ kêu sa đã mang cảm hứng cho các nhà thiết kế tạo nên nhiều mẫu đầm dạ hội với phong cách cổ điển, nhưng lại toát lên vẻ đẹp quý tộc và vương quyền của phụ nữ Á Đông. Với mốt 365 kỳ này, hãy cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài đến từ nhà thiết kế An Nhiên. Và chắc chắn với bộ sưu tập lần này, quý vị sẽ cảm thấy tâm hồn mình trở nên an nhiên, tựa như cái tên của nhà thiết kế tài năng này. Dịu dàng và tinh tế đến từ nhà thiết kế An Nhiên. Giữa không gian mở của sàn diễn, các thiết kế cùng với cảnh vật tạo nên một bức tranh thủy mặc vừa ấn tượng lại vừa thơ mộng. Không cầu kỳ về kiểu dáng, các thiết kế của An Nhiên đem tới sự tinh tế trong cách phối màu cũng như cách lựa chọn họa tiết vải. Cách sử dụng những chi tiết như tua rua nhỏ, hoa đính, sọc kẽ, chấm bi đã tạo nên một tổng thể đa sắc và ấn tượng. Với những gam màu lạnh và trung tính, các thiết kế đem lại sự an nhiên và tự tại y như cái tên của nhà thiết kế, góp phần ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả.
được cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ và hơn hết là cảm giác bình yên giữa cuộc sống xô bồ vẫn hàng ngày chảy đều mãi. Thank you.
Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Mốt vào cuộc sống ngày hôm nay. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 13 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Ngoài ra, nếu muốn xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào fanpage Mốt vào cuộc sống. Mọi thư từ góp ý xin gửi về công ty quảng cáo Gia Minh, Park 7 Vinhome Central Park, số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Số điện thoại liên hệ 0898 409 879. Quý vị ơi, cuối năm rồi chắc hẳn ai cũng rất là bận rộn với những dự định riêng của mình. Vì vậy, Hữu Long xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khán giả và mong quý vị khán giả hãy luôn là người bạn đồng hành cùng với chương trình Mốt vào cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!